vị khán giả trong nước cũng như ngoài nước. Hôm nay theo dõi một số cái thông tin của Hoàng Duẩn rất là nóng quý vị ạ. Đây là một cái thông tin mới nhất về vụ là tập đoàn Phúc Sơn khởi tố rất là nhiều ông tướng trong cái sự việc này. Đây là cái thông tin Hoàng Duẩn vừa nhận được luôn quý vị này. Mới nhất từ cổng thông tin chính phủ nhá. Rồi Hoàng Duẩn tin rằng là nhiều quý vị khán giả chúng ta đang quan tâm đến cái việc là ông Võ Văn Thường có liên quan gì đến trong cái câu chuyện là tập đoàn Phúc Sơn hay không. Và qua đó thì với một số cái thông tin mới nhất, Hoàng Duẩn xin được cập nhật cho tất cả quý vị khán giả cùng nắm rõ các cái thông tin liên quan. Và đây là cái thông tin cực kỳ mới luôn, rất là nóng luôn. Cho nên là mong rằng quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi hết để chúng ta nắm được cái thông tin về cái vụ án cực kỳ là lớn và chấn động Việt Nam thế này quý vị nhá. Và được biết rằng là hiện nay là đang trong quá trình là khởi tố và bắt những cái người có liên quan. Và Hầu Pháo thì cũng đã khai thông tin và trong cái vụ việc này khai, nhưng mà đã đưa những cái vị lãnh đạo nào ra và những cái người nào chưa đưa ra thì chúng ta sẽ biết đầy đủ trong cái thông tin vào ngày hôm nay luôn. Đấy. Và đây là cái thông tin mới nhất của cái vụ tập đoàn Phúc Sơn. Đấy, khởi tố rất là nhiều ông tướng. Đây là thông tin vừa nhận được từ cổng thông tin chính phủ này. Rất là nóng, rất là chính xác nha. Chúng ta không thể đưa thông tin sai được. Rồi thì thông tin mới nhất về vụ tập đoàn Phúc Sơn khởi tố cựu bí thư chủ tịch phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Đấy. Khởi tố bắt tạm giam nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đây. Bị can Lê Viết Chữ này. Đó. Rồi, ngày 27 tháng 3 năm 2024. Còn cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên phó chủ tịch ủy chủ tịch nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của ông Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Bị can Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và đơn vị địa phương liên quan. Cùng ngày, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã thi hành và ra các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Tức là đã khai ra các đối tượng đã khai ra rất là nhiều con người có liên quan, trong đó thì có rất là nhiều có cái chức vụ rất là cao, nhưng mà cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng xem thử là còn những cái nhân vật nào nữa hay không, thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu rõ nhé, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi
triệt để tài sản cho nhà nước. Đấy. Trung tướng Tô Ân Sô phát biểu và điều hành họp báo. Đây là cái cuộc họp báo về xử để mà khởi tố cái vụ ở tập đoàn Phúc Sơn nhá. Đây, trực tiếp cái buổi họp báo của Thủ tướng Tô Ân Sô là cái người đại diện. Trung tướng Tô Ân Sô là cái người đại diện để mà xử lý cái vụ việc này luôn nhá. Tức là anh mà có vi phạm là bắt hết, không quan trọng anh đó là ai quý vị ạ. Rồi. Ngày 26 tháng 3 tại Hà Nội, Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, đã chủ trì họp báo thông báo tình hình kết quả công tác quý 1 năm 2024. Dự họp báo có Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành vi tư pháp, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ. Phát biểu tại họp báo, nhắc lại khái quát kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thời gian qua, Trung tướng Tô Ân Sô đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng đưa tin theo những số liệu mà Bộ Công an cung cấp, rõ hơn việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong quý 1. Đối với phương hướng quý 2, người phát ngôn Bộ Công an đề nghị cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, ủng hộ để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, các mặt công tác của lực lượng công an, đặc biệt là triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong cả hệ thống chính trị mà Đại tướng Tô Ân Sô, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là tổ trưởng. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là tổ phó thường trực. Cùng với đó là tích cực chủ động phát hiện, cung cấp các thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật. Vấn đề người dân quan tâm, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tuyên truyền những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phản ánh những vấn đề cần chấn chỉnh trong lực lượng công an nhân dân, phối hợp đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác tuyên truyền. Vụ tập đoàn Phúc Sơn đang tập trung điều tra, truy tố các sai phạm tại dự án ở Quảng Ngãi. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết, vụ án này được đơn vị khởi tố từ ngày 26 tháng 2 đến nay là tròn một tháng. Về kết quả điều tra như sau, đây là vụ án liên quan việc tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án, hiện đang tập trung điều tra, truy tố các sai phạm tại dự án ở Quảng Ngãi. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá đây là một vụ án lớn với loại tội phạm mới. Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy rằng Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lùng đoàn một số bị can thường trực tỉnh ủy, tỉnh Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu đưa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu nhấn mạnh, về tội danh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay hiện đã khởi tố 4 tội danh, trong đó tội nhận hối lộ. Đấy. Hầu pháo đã chuyển cho Đặng Trung Hoành là 64 tỷ đồng. Đối với hai bị can nhà báo Chí Hỏi, Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, bị khởi tố nhận hối lộ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ kết luận số tiền khi có đầy đủ căn cứ. Nhưng ông khẳng định, đến thời điểm này đã làm rõ hai bị can đã nhận tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng. Các bị can khai nhận và nộp lại cơ quan điều tra. Nguyễn Văn Hậu khai là đưa tiền, chuyển tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hầu đã chuyển cho Hoành 64 tỷ đồng, ghê chưa? Sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin như vậy. Tội phạm tấn công bằng đạn bọc đường. Đấy, đạn bọc đường, cái này hơi lạ quý vị nhé. Bổ sung thêm tại họp báo như sau. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp thủ lý vụ án. Qua vụ án, đồng chí Thành đã chỉ ra loại tội phạm mới để cảnh tỉnh, phòng ngừa chung là sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có quyền hạn, chức vụ cao để gây tác động ảnh hưởng đến chính quyền cơ sở và trục lợi. Có thể đây là loại tội phạm tấn công bằng đạn bọc đường mà người bị tấn công không nhận ra, để lượng đường trong máu cao gây ra suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng. Người phát ngôn Bộ Công an ví von là như vậy. Vụ tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố bắt tổng số là 17 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Đến thời điểm trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam tổng số là 15 bị can, trong đó là có Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các một loạt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan. Với hai bị can vừa bị bắt, hiện công an đã khởi tố tổng cộng là 17 bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 15 bị can, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Thông Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Đó, một loạt toàn là những cái người mà cấp lớn không quý vị ạ. Đấy, và trong cái vụ án này thì được biết rằng là Hầu Pháo đã khai ra. Và đây là những cái gương mặt đã bắt và đã khởi tố. Những cái con người này là đã đưa vào cái danh sách. Còn những cái người mà theo như thông tin của Bộ Công an mà đã đưa vào danh sách mà chuẩn bị công khai, chưa công khai, là những cái gương mặt nào thì chúng ta đang còn, đây là một cái ẩn số mà chúng ta đang còn phải tìm hiểu, đúng không ạ? Và chắc chắn là cái vụ án này đang nới rộng điều tra. Đây là một thông tin rất là chính xác từ cổng thông tin chính phủ quý vị nhá. Ông Phạm Ngọc Cương là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bà Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, ông Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group, ông Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Đấy, rồi bây giờ là hiện nay là như thế nào? Tình hình hiện nay là rất là nhiều ông lớn. Đấy, bắt tổng số là 17 bị can. Hôm qua là mới bắt 15 đúng không? Hôm qua Hoàng Duẩn cập nhật thông tin cho quý vị là 15 bị can. Còn hai nhân vật hôm nay vừa bị bắt là 17. Và được hé lộ cái gì nữa? Hé lộ rằng là còn có nhiều bị can. Đấy, còn có nhiều bị can đang nằm trong cái danh sách. Đấy là sẽ là bị can tiếp theo, sẽ bắt
đấy, đang nằm một số cái, được hé lộ là còn một số rất là nhiều nữa sẽ được đưa ra ánh sáng trong cái thời gian sắp tới. Vậy thì báo nước ngoài người ta có chia sẻ về cái vấn đề của ông Võ Văn Thưởng liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Qua trong cái câu chuyện này thì qua các cái gương mặt mà bị bắt Hoàng Duẩn vừa nêu trên thì không có cái thông tin của ông Võ Văn Thưởng đấy, nhưng mà có hé lộ là có hai nhân vật vừa bị bắt đấy, thì liệu rằng rất là nhiều tờ báo chí ở nước ngoài đang có cái phản pháo rằng là gì ạ, là chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là có liên quan đến cái việc của tập đoàn Phúc Sơn. Có nhiều người có nhiều ý kiến khác nhau. Còn riêng cái báo chí đó viết như vậy có đúng hay không? Chắc chắn đó cũng là một số cái thành phần đang chống đảng và nhà nước Việt Nam. Chắc chắn là như vậy. Họ đang tìm cách để mà chống phá. Rồi họ lại đưa cái câu chuyện của ông Võ Văn Thưởng vào cái sự việc này. Nhưng mà họ chưa đủ cái căn cứ để mà chứng minh, chưa có cái căn cứ để chứng minh rõ là sự thật ông Võ Văn Thưởng có liên quan trong cái vụ của tập đoàn Phúc Sơn hay không. Đúng không? Và cái việc là chúng ta nghe báo chí đấy, chúng ta phải biết được là cái báo đó có đúng hay không. Nếu như rất là nhiều cái thủ đoạn của một số cái cá nhân đang lợi dụng cái việc chính quyền của chúng ta có cái sự thay nhân sự cấp cao, cho nên đã có những cái vấn đề là viết báo cũng như là vu khống để nhằm lật đổ đất nước, rồi thì rất là nhiều cái hình thức khác nhau đấy. Còn cái vấn đề ông Thưởng có liên quan hay không thì chúng ta chưa thể khẳng định được, bởi vì chúng ta chưa có cái thông tin về cổng thông tin chính phủ nêu ra, cho nên chúng ta chỉ là mang tính chất là chờ cái thông tin mới nhất từ Bộ Công an trong những cái ngày tiếp theo. Hoàng Duẩn sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất cho quý vị khán giả biết. Đây là một thông tin rất là nóng nha, vừa nhận xong là chia sẻ cho quý vị luôn này, từ cổng thông tin chính phủ này. Đấy, thông tin rất là chính xác nhá. Cho nên là quý vị khán giả an tâm. Ai là, câu hỏi bây giờ chúng ta đặt ra đây, ai là cái người tiếp theo sẽ bị đưa ra ánh sáng và sẽ bị khởi tố? Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói cái câu gì ạ? Không có vùng cấm. Đấy, cho nên anh là ai không quan trọng. Anh mà đã vi phạm pháp luật là bắt hết, không trừ một ai cả. Vậy thì rõ ràng trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều cấp cao đấy, nhiều lãnh đạo cấp cao bị bắt rồi thì bị có những cái sự là răn đe trừng trị nghiêm khắc. Nếu như cái lãnh đạo đó có vi phạm thì điều đó chứng tỏ rằng là những cái lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rất là, nói là làm, rất rõ ràng, đúng không ạ? Và câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là gì ạ? Còn những cái nhân vật nào chuẩn bị được đưa ra ánh sáng và sẽ được công khai thì chắc chắn là còn nhiều, theo như Bộ Công an vừa tiết lộ là còn nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ được là hé mở 17 cái bị can bắt và khởi tố 17 bị can đấy, chứ còn tiếp theo thì chúng ta sẽ còn bất ngờ với nhiều cái ông lớn sẽ được đưa ra ánh sáng, chúng ta sẽ còn biết được. Còn riêng cái vấn đề báo chí nước ngoài khi mà người ta viết để mà nói về những cái lãnh đạo Việt Nam thì cái đó thì chúng ta cũng không nên là tin tưởng, vì họ không có cái bằng chứng cụ thể là ông Thưởng có liên quan hay không, cho nên họ không có bằng chứng cụ thể, họ không thể nói được. Và chúng ta là nói có cái sách mách có chứng, chúng ta lấy thông tin từ Bộ Công an, từ cổng thông tin chính phủ, và chúng ta có cái cơ sở để chúng ta nói cái vấn đề này, đúng không ạ? Đấy, cho nên cô chú anh chị cùng cảnh giác với những cái tội phạm bây giờ nó đang lợi dụng vào cái việc đất nước của chúng ta đang có sự thay đổi, những cái nhân sự cấp cao đấy, nó lợi dụng cái thời điểm như vậy để mà nó vào nó tấn công, nó có nhiều cái mục đích để tấn công vào cái đất nước của chúng ta. Bây giờ nó đang cố tình là gì ạ? Nó đang là đăng những cái thông tin sai lệch ở trên cái báo chí để là nhồi sọ mỗi con người Việt Nam. Ai mà nhẹ dạ cả tin thì nghe tụi nó, giống như cái vụ ở Đắk Lắk đấy, cầm súng lên trên ủy ban xã rồi thì quất hết chết cả đống người đấy, quất cái chết 7-8 người, hàng chục người chỉ cái vụ ở Đắk Lắk á, quý vị thấy không ạ? Thì tức là những người mà người ta nhẹ dạ cả tin
thì chúng nó sẽ nhồi sọ vào. Cái mục đích của tụi nó chúng ta phải vạch ra luôn là cái mục đích của nó nhồi sọ những cái người mà có cái lòng tin giống như những cái người dân tộc mà lúc trước đó đấy, là đảng là quá tệ hại, đảng là xấu xa này kia. Nó nhồi sọ vào cho những cái người dân những cái điều đó. Chắc chắn rồi, bất kỳ một cái nhà nước nào, đều bất kỳ một cái chế độ đất nước nào đều có người tốt và đều có người xấu. Bất kỳ một cái môi trường làm việc nào đều có người tích, đều có cái sự tích cực và đều có tiêu cực trong đó. Chứ đừng có nói rằng là chỉ Việt Nam mới có tiêu cực. Chứ vấn đề chống tham nhũng, chống tiêu cực ở Việt Nam là chúng ta phải thừa nhận là nó đang nóng thật sự. Nhưng mà nước nào nước chả có tiêu cực, nước nào mà nước chả có cái cán bộ hối lộ, đúng không ạ? Chứ đâu chỉ là riêng Việt Nam. Đấy, và cái câu hỏi rất là lớn mà chúng ta đang đặt ra đây. Vậy thì những cái nhân vật sắp tới chúng ta sẽ được biết là ai? Hôm qua là 15 bị can bị khởi tố, hôm nay thêm 2 bị can nữa. Đấy, mà chưa có hé lộ hết 2 cái người này là ai. Vậy thì sắp tới đây còn những cái nhân vật nào phía sau đông nữa hay không? Đấy, và cái vụ việc này nó còn nó đi đến khi nào mới khởi tố xong cái vụ này? Rồi thì cái vấn đề cái vụ này nó gây ảnh hưởng lớn như thế nào? Có phải rằng chúng ta chỉ thấy ảnh hưởng từng đó hay không? Hay là còn cái nhiều cái nó ảnh hưởng ghê gớm mà chúng ta còn chưa biết? Đó là những cái bí mật đằng sau. Quý vị khán giả an tâm đi, Hoàng Duẩn luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất từ cổng thông tin chính phủ để cho quý vị khán giả nắm rõ chính xác cái thông tin. Đó, rồi, hôm nay chia sẻ một chút xíu như vậy. Xin phép là gửi đến các anh chị trong nước cũng như nước ngoài, quý vị sẽ theo dõi trước cũng như theo dõi sau cái video hôm nay. Dạ, thì Hoàng Duẩn cũng có cái thông tin là cập nhật ngay cho quý vị thôi. Cho nhiều người nói rằng là Hoàng Duẩn này từ cao rồi thì làm những kiểu là mình biết lắm, không bằng, không phải nhá. Hoàng Duẩn biết cái gì là chia sẻ cái đó, mà mình chia sẻ mình không nói tào lao được. Nói là phải có sách, mách là phải có chứng. Phải báo là phải báo chính phủ, chứ không đọc 3 cái báo rơm rơm ở với cái bọn ở bên nước ngoài đâu. Đấy, cái bọn đang chống phá rồi, cái loại mà những cái thứ mà đang cố gắng mà hại người dân Việt Nam của chúng ta thì cái lớp đó Hoàng Duẩn không đọc đâu. Nếu như đọc thì mình cũng phải biết cái đó nó đúng hay là sai, đúng không? Hoàng Duẩn không đọc tầm bậy đâu. Đấy, cho nên quý vị xem kênh Hoàng Duẩn cứ an tâm đi. Tất cả những thông tin mình cập nhật là phải có cái sự chính xác qua các cái tờ báo được nhá. Đấy, từ thông tin phải chính xác mình mới công bố, chứ không hề đơn giản đâu. Hoàng Duẩn rất cẩn thận cái vấn đề này chứ. Đấy, nếu như thật sự mà cái vụ việc đó nó có cái tên của một cái nhân vật nào đó thật sự quan trọng mà được đưa lên đây thì đương nhiên chắc chắn sắp tới sẽ được đưa ra cả, không giấu ai hết. Bây giờ vì sao ạ? Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi, công khai minh bạch cho toàn dân biết luôn, bất kỳ anh là ai, anh làm bất kỳ một cái vị trí nào, anh đã sai phạm đấy thì kỷ luật, và nếu như mà nặng hơn thì xử nặng hơn. Đấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng là gì ạ? Khuyến khích những cái người mà đã chót tay nhúng chàm rồi, bây giờ là trả lại hết cái bồi thường, lại hết tài sản rồi thì còn lại là gì ạ? Tôi sẽ là giảm nhẹ án cho các anh. Đấy, cho nên là đằng sau là một cái câu hỏi rất lớn. Chắc chắn quý vị an tâm đi, Hoàng Duẩn sẽ chia sẻ cho quý vị nhanh nhất những cái thông tin mới nhất đến quý vị khán giả. Cái vụ án tập đoàn Phúc Sơn này, lôi ra hết, ai liên quan sẽ lôi ra hết. Cho nên các anh chị an tâm, vụ án tập đoàn Phúc Sơn, bí thư rồi thì cựu bí thư rồi, chủ tịch này, phó bí thư thường trực tỉnh ủy này, khởi tố hết. Ai đằng sau là từ từ yên tâm, quý vị an tâm, cứ ra hết. Đấy, và chắc chắn sắp tới đây có thông tin gì Hoàng Duẩn cập nhật ngay đến quý vị khán giả nhé. Hoàng Duẩn thì mình chỉ là biết những cái thông tin trên báo chính thống, rồi mình cập nhật nhanh hơn, có một số người họ cập nhật chậm, mình cập nhật nhanh hơn người ta, và cái đó mình cung cấp nhanh cho quý vị khán giả để cho quý vị biết được cái thông tin. Chứ mình không hề là
nói chung cái pháp luật thì mình cũng nhìn dựa trên đó để mà mình chia sẻ. Chứ mình không phải là cái người là chia sẻ làm những kiểu là mình biết rồi là không phải. Cho nên mong quý vị khán giả cũng hiểu cái vấn đề đó. Hoàng Duẩn chia sẻ như vậy, những cái nào mà mình chưa biết mình còn hỏi nhiều quý vị trên kênh đó. Hoàng Duẩn hỏi là anh chị nào biết cái gì thì cứ chia sẻ cho Hoàng Duẩn, Hoàng góp ý cho Hoàng Duẩn với. Chứ mình không có thừa nhận là mình biết đâu. Đấy, mình biết là mình biết những cái thông tin trên báo rồi thì chính thống như vậy. Nó có thực tế như vậy, mình cập nhật cho quý vị khán giả. Rồi những cái người quan chức cấp cao đã bị khởi tố và ai lại ai có cái thông tin gì mới nhất là cập nhật. Đấy, chứ không phải rằng là mình từ cao hay này kia đâu. Cho nên mong quý vị là hiểu cái vấn đề này. Em không bao giờ em nghĩ như vậy đâu. Em biết cái gì đâu mà. Chẳng qua là xem trên báo rồi thì biết những thông tin chỉ chia sẻ cho mọi người cái đó mà thôi. Đó. Cái gì biết thì mình nói, cái gì không biết mình không nói đâu. Đó. Cho nên mong các anh chị hiểu cho em là như vậy. Cũng rất mong các anh chị ủng hộ kênh cũng như là like, đăng ký ủng hộ cho em với. Mai mốt đây có cái thông tin gì mới nhất. Em liên tục em cập nhật cho các anh chị theo dõi, đảm bảo với các anh chị là thông tin trên kênh của em là phải chính xác, báo đọc cũng phải là đúng, những cái tờ báo chính thống của nhà nước không đọc tầm bậy. Nếu như những cái thông tin nào mà tầm bậy thì em cũng sẽ phân tích cho các anh chị trong cái khả năng em biết là cái này là đúng này, cái này không đúng này, em cũng nói rõ cho các anh chị biết để tránh chúng ta bị dính vào những cái trò ảo của một số cái thủ đoạn hacker rồi một số cái thủ đoạn đang ở phía trong đang chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta. Em cũng chỉ cho các anh chị vấn đề đó nếu như em biết, bởi vì em cũng là cái người hay đọc báo hay là em cũng hay nhận định trên cái mạng xã hội, em cũng biết một chút xíu đấy, biết cái gì chia sẻ cái đó, cái nào không biết thì hỏi các anh chị trên kênh đó, thực tế là như vậy. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đến đây thì Hoàng Duẩn xin dừng clip tại đây. Hoàng Duẩn sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các anh chị theo dõi. Rồi. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ kênh và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo ạ. Dạ vâng. Rồi, xin chào cả nhà nhá. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Rồi, bye bye ạ. Bye bye.